Chào nha. Nay mình ăn thật ăn cơm như cả nhà. Kho. Kho thật gà ăn cơm như cả nhà. Nay mình làm tối như cả nhà. Nay mình làm tối cả nhà. Mình ăn cơm cả nhà ơi. Mình làm mình ăn cơm nha. Ăn cơm ăn thật cho cả nhà mình. Xem cho cả nhà mình xem luôn á. Chờ 35 phút nha cả nhà. Là 35 phút luôn cả nhà. Kho này ăn uống đủ lâu lắm cả nhà. Mình sáng sáng chút về nhà dễ nhận mình bỏ sa tế vô cả nhà, sa tế, đường, bột ngọt, nước mắm, nước dừa rồi cả nhà. Nên này mình bỏ miếng nước dừa, hồi nãy mình bỏ cái chút nước dừa rồi nha, giờ mình chế thêm chút nữa cả nhà. Mình chế dừa dừa là nó chín rồi cả nhà. Gà chứ nó sặc mình cả nhà ơi. Ôi nhà thấy vừa hả nha, nó vừa ít thêm cả nhà, nãy cho nó thôi đúng không, chứ mình ngâm nước vừa nhiều quá thì nó rất là ngọt rồi đó, mà nhưng nó không có ấy nhiều, nó không có béo bằng ấy cả nhà. Tại bữa rồi mình quên sờ cái miếng ấy, nó bành sát cái miếng huyết luôn cả nhà. Đó, mùng chín này cả nhà, đây mình đặt máy nha cả nhà, mình đặt máy nha cả nhà. Để mình kiếm chỗ mình đặt máy à. Để sao không ta? Thấy rõ hết cả nhà. Giờ thì không thấy mình không cảm như cả nhà. Mình có một mình ăn camera nó nghỉ rồi cả nhà.
ơi, trời ơi. Mà ấy, mà cái ấy giờ nó sặc mình cái nha. Giờ mình múc vào ăn gan cơm. Mình ăn ít cơm cái nha, ăn cơm cái nha. Giờ mình ăn cơm cái nha. Mình có lạc đâu ta. Ừ, sao mũi bị bệnh. Bây giờ đâu dám. Giờ đâu dám đi đâu quay đâu cả nha. Giờ quá trời cả nha. Chung coi với mình đi cả nha. Để mình lại mình coi kỹ cam ra thấy rõ mình không. À, rồi. Cùng cơm với mình cái này. Ăn thật ăn không giờ mình dùng. Mình xin ăn thật cơm với nha. Cơm với mình nha. Tối về tại vì gặp anh hai anh đi chích thuốc về đó nha. Giờ gặp anh tối quá mà cũng muốn coi nó làm sao mà tối quá bây giờ mình cũng quay luôn mình chạy cũng đèn vô luôn gà mình cái nha. Mà gà không thực tế đi nữa nha. Coi gà tế như vậy à. Con tới coi nó rửa nè. Kéo gần lại mình chút. Không gần lại cái gì. Để sao quá. Giờ không gần lại. Dùng mình cái nha. Có cháu bò mình bỏ thêm cháu nữa nè. Chứ mình nè. Chứ mình nè. Mình không thở gấp lại như nào. Nè coi mình nha. Mình mà mình cái lớn cũng chưa sao
Em vừa bắt xong cái nè. Em vừa bắt xong thì mình bằng bằng mới vừa luôn. Nó vừa kho luôn. Ăn nha. Thì thôi rồi, mình vừa quay vô. Vừa quay con khúc kho cho cả nhà xem. Mình cái nha. Mình nấu nhiều. Rồi cái này. Mình ăn cơm hết cả nhà. Mình ăn cơm cả nhà. Mình chan nước dừa. Mình chan nước dừa đó nha. Ngon lắm nha. Làm cái kênh này mình muốn nghe cái nếp cả nhà, có gì tiếng nhỏ cả nhà không cảm ơn nha, để tha nhà dùng mình nha. Mình để tha có gì tiếng nhỏ cả nhà không cảm ơn. Dùng cơm mình nè. Chén thứ ba rồi nha. Mà chắc chuyện chén này như nữa. Để cho ba kho nãy giờ. Đây nha. Ăn kho từ nãy giờ luôn. Cục lúc tay nãy mà ăn chưa hết rồi nha. Lấy cái giấy đi nha. Mình làm cũng phải cần mình cũng đi theo mình. Cài quá tệ luôn. Gà cũng ngon lắm nha. Nó hăng cho mọi người cà to. Gà cũng vừa vừa. Nằm thả lẻ. Nằm máy như đó mà mình rất là lẻ. Thôi dịch thôi. Dịch thôi thằng mình không mặn rồi. Bữa mình làm tập còn quá tạo hơn đấy. Giờ nói thêm ẩm thật là nên mình lên luôn lên dịch. Dịch làm này không quần. Có tí nhỏ gì cả nhà không cảm mình nha. Chạy nó vừa lên cả nhà. Nó vừa nãy mình
mình chặt ra mình coi thịt còn đó cả nhà, mình chỉ rửa tỏi sạch đó cả nhà. Mình gọi hết nửa nửa tới vừa cái bếp này nấu lẻ nha, chứ cái bếp tớt á mình không có quay được, nó tệ quá. Còn bếp này giờ cái bếp này giờ nấu ngon lắm. Làm ăn cơm tối đi nha, nhưng ăn cơm tối mình sáng mình về ăn tôm mình ép lên kia. Chứ để cái cần được gà cũng cần được năm trăm mấy rồi đi cả nhà. Mình mua cái nít cái nhà, mình mua nít cậu điện thoại mình chứ nó nít tiếng không nghe. Làm quen tối bữa thì nha, quá là giật mình không có đi đâu được. Đó là nằm bị đau cũng được nên mà không có quay, giờ thấy ổng rồi mới quay. Bây giờ mình giống nhà có làm thật cũng thật, có ổng thật thì mình lên, và không thật thì mình đi quay phong cảnh vậy. Giờ quay sao quá giờ cũng ớn thôi nha, dịch nhiều quá trời. Thấy cuộc đời luôn là chuối bơi xa xa vợ khổ ha nha nha. Vợ mình mới kẹt ở Củ Chi đó nha, nên giờ mình là bả thì mình là đồ ăn là bán nấu không à. Ngày lúc trước mình mình cũng tới mình cũng làm ở Củ Chi á, thì chị thị về nhà chơi có ngày, mình về nhà có một chuyện đó cả nhà, mình về làm giấy tờ có ngày, cách ngày một vừa làm giấy tờ xong về lấy giấy tờ xong sáng lại ra chị thị luôn, đi dính cái chị thị 15 luôn, dính chị thị 16 luôn cả nhà, nên mình bị mắc kẹt. Mà mắc kẹt thì mình có cơ hội mình để mình là làm cái đây với cả nhà mình. Cũng cảm ơn cả nhà mình, ông chị cô chú rồi em mốt ngủ cũng tâm cũng đăng ký ủng hộ, cảm ơn các anh chị nào đó vô cái đăng ký liền để tẩy á. Ngày em bận quá không đi đếm được á, thì ngày sau cũng tới. Chứ mình giờ mình vô sớm là dễ tê quét hết à. Mình đừng có vô sớm có dễ tê quét hết rồi. Còn bây giờ mới làm cũng cỡ 3 tuần rưỡi mà quét hết trời, ngày quét chục người cái gì nào.
không biết mình cũng được 3 tuần rưỡi. Mà cũng đông, người ta cũng phải làm mượn nè. Không mày hỏi là nó có chút xíu à? Bữa mình quay với lại cũng đợi theo mình được phản hồi, thấy nó quay lại thấy nó hãnh học dậm chân đến chạy về. Làm cái bà cái hũ cho lấy những cây nào mà đó mà ăn chén được ăn cơm là được mà nhân mình cầm đó đặt thật để ghép. Chúng ta bữa đó đó mình xui cái xà nước của nhà tinh dạng nhân tính á, tại tên quá tại mũi tên quá mình đi tới lui á té đập vô cái té đập vô cái chậu bông nha, đứt tay giờ tay mình cầm. Rồi hết nước dừa nha. Dạ, cái chén này nữa mình kết thúc cái nha. Cái này đi. Mình là cũng được thật, làm mình làm thôi. Thôi mình trả mà. Mình trả mà nó bỏ ra ngoài ngon. Bây giờ ông không có vợ rồi. Mình có bỏ xuống đây cả nhà, cả mình nha, để có cá đi nha. Không có nó mình cũng không được vậy đâu, cả nhà. Dừa hũ thay tế cả nhà, mà dừa ớt nữa. Bây giờ vô hai cái nhập vào cái cây. Nhà giùm mình nè. Ăn gà kho nha cả nhà. Trắng tiếp lắm cả nhà. Trắng tiếp cái mẹ yếu quá luôn. Đang chắc không ạ?
là chắc phải nhầm ngô lần cái mạng yếu quyết luôn. Mà mốt cũng có rất lên thẳng luôn, chứ không phải đâu bắt cài giờ. Cài giờ thứ ngày tới giờ mở hết biết. Hết biết gì mở. Một phần trà bá mình vừa cầm cây là nó cầm đậu chạm tiêu nó khùng như vậy. Mình xin kết thúc ở đây nha nhà. Bài nhà hẹn video mới nha cả nhà. Cả nhà mình có thương mình nha, đăng ký cho mình nha cả nhà. Và đặt cái chuông để có video mới của mình cho cả nhà mình xem nha. Mình lên mình mặc đồ luôn rồi cả nhà. Tại vì hồi đó mình mặn đó cả nhà. Rồi bye cả nhà.